được ví như viên ngọc quý của vịnh Bắc Bộ. Đảo Cát Bà luôn đón tim du khách bởi những bãi biển mịn màng, nước biển xanh biếc cùng với cảnh sắc núi non hùng vĩ đẹp đến mê hồn. Là một điểm đến du lịch được quan tâm đặc biệt trong những năm gần đây, đảo Cát Bà luôn là lựa chọn hàng đầu của các tín đồ du lịch mỗi dịp hè về. Vậy đảo Cát Bà thì nằm ở đâu? Đảo Cát Bà có những điều gì thú vị? Thì những kinh nghiệm du lịch đảo Cát Bà từ blog du lịch sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Các bạn cùng theo dõi nhé! Kinh nghiệm du lịch đảo Cát Bà năm 2024. Giới thiệu đôi nét về đảo Cát Bà. Thời điểm lý tưởng để du lịch tự túc tại đảo Cát Bà. Kinh nghiệm di chuyển tới đảo Cát Bà. Kinh nghiệm di chuyển tại Cát Bà. Kinh nghiệm lưu trú ở Cát Bà. Kinh nghiệm ăn uống ở Cát Bà. Và kinh nghiệm tham quan tại Cát Bà. Một, giới thiệu đôi nét về đảo Cát Bà. Cát Bà là một quần đảo bao gồm 367 hòn đảo lớn nhỏ thuộc huyện Cát Hải, tỉnh Hải Phòng. Đảo Cát Bà nằm ngoài khơi của vịnh Bắc Bộ, cách trung tâm thành phố Hải Phòng chỉ 30 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 150 km. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới nhờ vào hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Quần đảo Cát Bà còn sở hữu rất nhiều khu rừng nguyên sinh ở trên núi đá vôi, nổi bật trên mặt biển, tạo nên một cảnh sắc thơ mộng. Cùng với kỳ quan vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà là một điểm đến du lịch ở miền Bắc được rất nhiều du khách yêu thích và ghé thăm trong những năm gần đây. Để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng gia tăng, thì đảo Cát Bà đã và đang được đầu tư phát triển với cơ sở hạ tầng và các dịch vụ du lịch đa dạng, mang đến rất nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. 2. Thời điểm lý tưởng để du lịch tự túc tại đảo Cát Bà. Đảo Cát Bà có nền nhiệt độ trung bình khá thấp, dao động từ 25 cho đến 28 độ C, tùy thuộc vào từng mùa. Vào mùa hè thì nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 30 độ C, trong khi mùa đông nhiệt độ có thể giảm xuống, còn từ 20 cho đến 25 độ C. Khi gặp gió mùa đông bắc, nhiệt độ có thể hạ xuống dưới 10 độ C. Và nhờ khí hậu ôn hòa này, du khách sẽ luôn cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi mà đến Cát Bà vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Chính sự mát mẻ này đã làm cho du lịch tự túc tại Cát Bà trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Thông thường, du khách đến Cát Bà đông nhất là vào các tháng 6 và tháng 7, thời điểm lý tưởng để tránh nóng. Ngoài ra, từ tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để ghé thăm Cát Bà. Tuy nhiên, thời điểm này thu hút khá đông du khách quốc tế, nên các bạn cần lưu ý để tránh xung đột hoặc là bất đồng. Theo kinh nghiệm du lịch Cát Bà của blog du lịch, lượng khách đến đảo Cát Bà đông nhất là vào những ngày cuối tuần. Sau đó, bến phà đến Cát Bà cũng bị quá tải và giá phòng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, khiến chi phí vui chơi cực kỳ đắt đỏ. Và vào những dịp lễ Tết, nếu mà không đặt phòng trước, các bạn có thể sẽ không tìm được chỗ ở như ý. Vì vậy, nếu các bạn muốn có một chuyến du lịch Cát Bà 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm yên bình và tĩnh lặng, hãy lựa chọn đi vào các ngày trong tuần để tránh tình trạng cháy phòng và giá dịch vụ không đắt đỏ các bạn nhé. Thứ ba, kinh nghiệm di chuyển tới đảo Cát Bà. Hiện nay có rất nhiều cách để đến đảo Cát Bà. Các bạn có thể lựa chọn đi từ Hải Phòng hoặc là Hạ Long. Tuyến đường từ Hải Phòng đến Cát Bà tiết kiệm thời gian nhất. Nhưng nếu bạn muốn ngắm cảnh vịnh Bắc Bộ thì di chuyển từ Hạ Long sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn đó. Thứ nhất, từ thành phố Hải Phòng đến Cát Bà. Đảo Cát Bà cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30 km về phía đông nam. Từ Hải Phòng, các bạn sẽ có 3 sự lựa chọn để đến đảo Cát Bà như sau. Di chuyển bằng tàu cao tốc hoặc là tàu cánh ngầm từ Bến Bính. Bến Bính thì nằm ngay trung tâm thành phố Hải Phòng, dễ dàng tìm thấy. Tại đây, các đơn vị tàu vận chuyển khách đi đảo Cát Bà với giá vé từ 250.000 đồng trên một khách cho hành trình một chiều Bến Bính – Cát Bà. Thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc chỉ mất khoảng từ 45 cho đến 60 phút. Các bạn có thể mua vé trực tiếp tại bến tàu, nhưng vào mùa cao điểm nên đặt vé trước ít nhất là 2 tuần. Di chuyển bằng phà từ bến Phà Gót. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, các bạn có thể lựa chọn di chuyển từ bến Phà Gót, Cát Hải đến bến phà Cái Viềng của Cát Bà. Giá vé đi từ phà bến Gót cho hành khách đi bộ là 12.000 đồng. Nếu bạn muốn mang theo phương tiện cá nhân qua đảo, mức phí sẽ tùy thuộc vào các loại phương tiện. Xe đạp 12.000 đồng trên một lượt, xe máy 45.000 đồng trên một xe, chưa kể người ngồi trên xe. Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, 190.000 đồng trên một xe, chưa kể người ngồi trên xe.
Khác với tàu cao tốc, phà biển gót chỉ đưa các bạn đến bến Cái Viềng, cách trung tâm thị trấn Cát Bà là 25 km, nên bạn phải bắt thêm một chuyến xe buýt để đến thị trấn. Phà gót chỉ bán tại bến, không thể đặt trước. Và vào những mùa cao điểm, bến phà thường tắc nghẽn và phải chờ khá lâu, vì vậy hãy cân nhắc kỹ lưỡng phương tiện này nhé. Di chuyển bằng cáp treo, tập đoàn Sun Group đã khai trương tuyến cáp treo vượt biển từ Hải Phòng đến Cát Bà, chỉ mất 8 phút. Giá vé cáp treo Cát Bà cho người lớn là 150.000 đồng trên một lượt, trẻ em là 100.000 đồng. Và nếu bạn muốn ở lại đảo qua đêm, nhà ga Cát Hải cũng có dịch vụ gửi xe qua đêm rất là tiện lợi luôn đó. 2. Từ Hạ Long đến Cát Bà. Một trong những tuyến đường được rất nhiều du khách yêu thích là di chuyển từ Hạ Long đến Cát Bà. Từ cảng Tuần Châu, các bạn sẽ lên tàu cao tốc đến bến Gia Luận tại Cát Bà với giá vé khoảng 80.000 đồng trên một khách. Tuyến du lịch ngắm vịnh biển này thường khá là đông, cho nên các bạn hãy đặt vé trước để đảm bảo chỗ ngồi của mình. Thứ 3. Từ các địa điểm khác đến Cát Bà. Từ Hà Nội. Nếu xuất phát từ Hà Nội, các bạn có thể bắt xe khách hoặc là tự lái phương tiện cá nhân để đến Hải Phòng hoặc là Hạ Long để đến đảo Cát Bà. Giá vé xe khách từ Hà Nội đi Hải Phòng khoảng từ 80.000 đồng cho đến 150.000 đồng trên một khách, tùy vào nhà xe. Đối với hành trình từ Hà Nội đến Hạ Long, giá vé sẽ cao hơn khoảng 100.000 đồng cho đến 200.000 đồng. Từ miền Trung và miền Nam, du khách từ miền Trung và miền Nam có thể mua vé máy bay đến sân bay Cát Bi tại Hải Phòng hoặc sân bay Vân Đồn Quảng Ninh, sau đó di chuyển ra đảo. Và theo kinh nghiệm du lịch đảo Cát Bà của blog du lịch, sân bay Cát Bi sẽ là lựa chọn tốt hơn vì có rất nhiều chuyến bay, tiết kiệm thời gian hơn. 4. Kinh nghiệm di chuyển tại Cát Bà. Nếu các bạn thích khám phá và tìm hiểu nhiều điểm đến ở trên đảo, các bạn có thể thuê một chiếc xe máy với giá khá là phải chăng, khoảng 100.000 đồng trên một xe. Ngoài ra, xe đạp cũng là lựa chọn tuyệt vời để đi dạo và ngắm cảnh quanh đảo. Đối với những địa điểm xa, các bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng xe taxi để đảm bảo an toàn và tránh bị lạc đường. Tại các địa điểm vui chơi ở trung tâm thị trấn, các bạn có thể gọi xe điện để tham quan. Xe điện chở được nhiều người, cho nên đây sẽ là lựa chọn lý tưởng khi các bạn đi du lịch cùng gia đình hoặc là người thân. Và nếu bạn muốn thăm thú Vịnh Lan Hạ hoặc là các hòn đảo xung quanh của Cát Bà, các bạn cần thuê thuyền hoặc là cano. Các bạn có thể đặt dịch vụ thuê thuyền hoặc là cano tại bến Bèo, cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km. 5. Kinh nghiệm lưu trú ở Cát Bà. 1. Khách sạn hoặc là nhà nghỉ. Hiện nay, Cát Bà có hàng trăm khách sạn và nhà nghỉ nằm rải rác ở trong thị trấn, tập trung nhiều nhất là tại khu vực đường 1 tháng 4 ven biển. Số lượng phòng hoàn toàn có thể đáp ứng được hàng chục nghìn khách du lịch. Giá khách sạn và nhà nghỉ trong tuần thường thấp hơn 50% so với giá cuối tuần, và trong mùa du lịch, giá có thể sẽ cao gấp đôi so với ngày thường. Vì vậy, nếu có thể sắp xếp thời gian, các bạn nên dành khoảng 2 ngày ở trong tuần để khám phá và du lịch Cát Bà, vừa tránh đông đúc, vừa tiết kiệm được chi phí. Thứ hai là homestay. Homestay là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích khám phá về văn hóa tại các vùng đất mới. Và khi ở homestay, thay vì ở khách sạn hoặc là nhà nghỉ, các bạn sẽ ở ngay tại nhà của dân địa phương, giúp bạn có góc nhìn gần gũi và thực tế hơn về cách sống và văn hóa của họ. Ở Cát Bà, các bạn có thể trải nghiệm homestay tại các làng chài trên vịnh Lan Hạ, làng Việt Hải và một vài xã nằm cách xa khu dân cư. Thứ ba, ngủ trên vịnh. Tương tự như ở Hạ Long, trên vịnh Lan Hạ cũng có một số du thuyền được thiết kế với phòng ngủ ở trên tàu cho du khách muốn ngủ qua đêm ở trên vịnh. Tuy quy mô chưa thể so sánh với những tàu ở Hạ Long, nhưng đây cũng là một trải nghiệm thú vị cho du khách đến Cát Bà muốn thử. Thứ tư là cắm trại. Với những nhóm bạn mà ưa thích hòa mình và thiên nhiên, việc cắm trại dựng lều ngủ qua đêm không có gì quá khó. Trên đảo Cát Bà cũng có rất nhiều địa điểm lý tưởng để dựng lều. Ví dụ như bãi biển Hiền Hào trên đường từ phà Cái Viềng từ trung tâm đảo, bãi biển Tùng Thu, thung lũng Liên Minh và một số địa điểm gần khu vực vườn quốc gia Cát Bà. 6. Kinh nghiệm ăn uống tại Cát Bà. Cát Bà được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những cảnh quan hùng vĩ và hệ động thực vật đa dạng. Đặc biệt, nơi đây còn là vựa hải sản của miền Bắc. Chính vì thế, đi du lịch Cát Bà, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội để trải nghiệm những món hải sản tươi ngon và hấp dẫn tại đây. Và khi đặt chân đến Cát Bà, đừng bỏ lỡ những đặc sản đặc biệt sau đây các bạn nhé. Bề bề rang muối, hay còn gọi là tôm tít, là món hải sản có lớp vỏ gai góc, nhưng thịt bên trong thì cực kỳ ngọt. Mặc dù có nhiều cách chế biến bề bề, tuy nhiên rang muối được xem là ngon nhất.
Khi thưởng thức, các bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ mặn mà ở bên ngoài và thịt ngọt chắc ở bên trong. Tu hài hay là ốc vòi voi cũng là món đặc sản không thể bỏ qua khi đến với Cát Bà. Món này có giá khá đắt, khoảng 220.000 đồng cho 1kg cho loại nhỏ và 250.000 đồng trên 1kg cho loại to hơn. Và dù chi phí cao, tu hài lại có giá trị dinh dưỡng cao và rất là bổ dưỡng. Các bạn có thể chế biến tu hài theo nhiều cách khác nhau như là nướng, nấu cháo, xào hoặc là nấu lẩu. Tuy nhiên ngon nhất phải kể đến là tu hài nướng mỡ hành. Sam trứng nướng là món ăn khá phổ biến ở đảo Cát Bà và các bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó ở các nhà hàng hải sản. Nguyên liệu chủ yếu của món ăn này là phần thịt cảnh của sam, gỏi và trứng. Các bộ phận của con sam được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau như là chân sam xào chua ngọt, trứng sam chiên giòn hoặc là xào lá lốt, sụn sam nướng và rất nhiều món ngon hấp dẫn khác. Ghẹ xanh là món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi mà đi du lịch Cát Bà. Ghẹ xanh được nuôi nhiều ở vùng nước lợ và thường được chế biến thành món hấp hoặc là món nướng. Bún tôm chỉ đơn giản bao gồm hai nguyên liệu chính là tôm biển tươi và bún nhưng vẫn mang lại sức hấp dẫn không thể chối từ. Một tô bún đầy đủ sẽ bao gồm tôm luộc sẵn, chả cá, chả lá lốt, cà chua, rau thì là, rau răm thái nhỏ. Cuối cùng dưới thêm phần nước dùng từ xương làm cho món bún có hương vị vô cùng đặc biệt. 7. Kinh nghiệm tham quan tại Cát Bà. 1. Vịnh Lan Hạ. Vịnh thì nằm ở phía đông, là thành viên của Hiệp hội Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất trên thế giới, nổi tiếng với các vùng nước lặng và xanh biếc. Tại bến Cái Bèo, du khách có thể mua vé thắng cảnh với giá là 80.000 đồng mỗi người, sau đó thì đi tàu hoặc là xuồng ra Lan Hạ. Giá thuê tàu riêng dao động từ 2,2 triệu đồng cho đến 3,8 triệu đồng cho 2,5 đến 4 giờ và 5,7 triệu đồng cho 6 giờ với sức chứa là 25 người. Xuồng máy có giá từ 500.000 đồng cho đến 1 triệu đồng, tùy thuộc loại chở được 5 cho đến 10 người. Và để tiết kiệm chi phí, du khách nên mua tour với giá khoảng 200.000 đồng cho đến 350.000 đồng mỗi khách, bao gồm có bữa trưa. Lịch trình phổ biến thường bao gồm tham quan vịnh và làng trài cổ, tắm và lặn biển ở một số bãi tắm hoang sơ và chèo thuyền kayak tự do. Hai, các bãi tắm đẹp ở trên đảo Cát Bà. Nếu không có thời gian khám phá các đảo ngoài vịnh, du khách có thể đến các bãi tắm trung tâm. Trong đó, cụm bãi tắm Cát Cò và bãi Tùng Thu được rất nhiều người yêu thích. Những bãi tắm này thì rộng rãi, lặng sóng, nước xanh và rất dễ để di chuyển. Ba, làng trài cổ Cái Bèo. Làng còn được biết đến với tên gọi là Vọng O, được xem là làng trài cổ nhất tại Việt Nam. Đến đây, du khách có thể trực tiếp tìm hiểu về đời sống của người dân hàng nghìn năm qua. Và bước lên nhà bè, chèo thuyền giữa những con thuyền nổi, mua sắm hải sản tươi ngon là những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến đây. Và đây cũng là điểm dừng chân trong tour khám phá một ngày phổ biến từ đảo Cát Bà. 4. Đảo Khỉ. Đảo Cát Dứa hay còn được biết đến với tên gọi là Đảo Khỉ là một địa điểm tham quan Cát Bà rất là thu hút du khách bởi khung cảnh hoang sơ tươi đẹp. Mặc dù dịch vụ tại đây vẫn chưa đáp ứng được đủ nhu cầu cao, nhưng mỗi năm đảo vẫn đón hàng nghìn du khách đến thăm. Trên đảo còn có bãi tắm Cát Dứa dài khoảng 1 km, được coi là bãi tắm đẹp nhất ở trong vịnh Lan Hạ. Với bãi cát trắng tinh thoai thoải dài và không gian hoang sơ, nhiều du khách đã lựa chọn đảo Khỉ làm điểm dừng chân để nghỉ ngơi, tham quan và tắm biển. Du khách đến đảo Khỉ thì ngoài tắm biển còn sẽ được trải nghiệm leo núi để ngắm toàn cảnh của vịnh Lan Hạ, với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ nổi bật trên mặt nước biển trong xanh, điểm xuyết những bãi cát trắng mịn phía xa xa tầm mắt. Bên cạnh đó, ở đảo Khỉ, các bạn sẽ bắt gặp những chú khỉ vàng rất là đáng yêu, thường xuống tắm biển và vui chơi với khách. Nhưng lưu ý là không nên cho khỉ ăn linh tinh đâu nhé. 5. Vườn Quốc gia Cát Bà. Đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Du khách có thể lựa chọn leo núi trong khoảng từ 4 đến 8 giờ, hoặc lựa chọn tuyến đường ngắn hơn trong vòng hơn 2 giờ. Đi bộ, đi xe đạp, xe máy hoặc là ô tô trong khoảng từ 2 đến 3 giờ cũng là lựa chọn phổ biến của nhiều người. Du khách có thể đi qua rừng kim giao xanh mát, leo lên đỉnh Ngự Lâm để ngắm nhìn toàn cảnh vườn quốc gia, tham quan thú rừng vào ban đêm và khám phá các hang động. Giá vé vào cổng là 40.000 đồng cho một người lớn và 20.000 đồng cho một trẻ em. 6. Hang Quân Y. Đây là một địa điểm độc đáo, cách trung tâm thị trấn khoảng 8,5 km trên
trên đường và vườn quốc gia. Hang này được xây dựng từ những năm 1963 cho đến năm 1965 như một bệnh viện dã chiến. Bước vào hang thì nhiều du khách sẽ ngạc nhiên trước hệ thống 17 phòng nằm ở trên tầng 3, bao gồm các phòng chữa bệnh, khu luyện tập phục hồi chức năng, phòng chiếu phim, với thiết kế cửa chống bom đạn, ra đời trong thời kỳ chiến tranh. Giá vé tham quan là 80.000 đồng một người. 7. Pháo đài Thần Công. Du khách có thể đến khu di tích Pháo đài Thần Công, hay còn gọi là cao điểm 177, để vừa tham quan lại vừa nghỉ ngơi. Đây là nơi có hai khẩu pháo lớn và hệ thống hầm hố xây dựng từ những năm 1940, vẫn giữ được nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Điểm thu hút nhiều du khách là vị trí cao, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh của vùng vịnh. Và đây là địa điểm lý tưởng để thưởng thức bình minh và hoàng hôn trên đảo Cát Bà. Giá vé tham quan là 80.000 đồng một người. Nếu du khách muốn sử dụng xe điện để đi lại, các bạn sẽ phải trả thêm là 50.000 đồng cho một người. Ngoài ra, các dịch vụ cho thuê ống nhòm để ngắm cảnh với chi phí là 5.000 đồng. Trên đây là những thông tin chi tiết về kinh nghiệm du lịch Cát Bà năm 2024, từ phương tiện di chuyển cho đến các địa điểm tham quan đến ẩm thực đặc sắc. Đảo Cát Bà không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch thư giãn, mà còn là nơi để trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của Vịnh Lan Hạ và các hòn đảo lân cận. Hãy cập nhật và ghi nhớ những kinh nghiệm này để có một chuyến đi thật là đáng nhớ và thú vị tại Cát Bà các bạn nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.